lợi hơn so với một quả đá phạt góc. Hoàn toàn có thể có một tình huống đá thẳng của Hùng Dũng ở pha bóng này. Có 3 lựa chọn cho Hùng Dũng của chúng ta: đá thẳng, treo bóng vào trong hoặc trả ngược cho tuyến 2 dứt điểm. Cái chân trái của Tấn Tài cũng sẵn sàng cho một pha ra chân. Rất hồi hộp với quả đá phạt của Hùng Dũng. Hùng Dũng. Tuyệt vời. 1-0 cho đội tuyển của chúng ta. Chúng tôi đang ngờ ngợ để nghĩ về một bàn thắng trong tình huống này. Và quả thật là các cổ động viên của chúng ta đã có dịp ăn mừng Đoàn Văn Hậu, người mà chúng tôi đã nói rằng anh xứng đáng có một bàn thắng sau rất nhiều những đóng góp. Và chiều cao 1m85 đã giúp cho Đoàn Văn Hậu mở tỷ số trận chung kết. Đoàn Văn Hậu xứng đáng và chúng ta cũng hoàn toàn xứng đáng với bàn thắng vượt lên trong một trận chung kết nghẹt thở như thế này. Tuyệt vời. Những tình huống cố định, những pha bóng bổng đang là vũ khí vô cùng lợi hại của chúng ta. Một pha treo bóng điểm rơi và Đoàn Văn Hậu đã kết thúc một cách hoàn hảo tình huống treo bóng của Hùng Dũng. Cú đánh đầu ấy, hình ảnh ăn mừng này sẽ khắc sâu trong ký ức của những người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Biết đâu đó đây sẽ là bàn thắng lịch sử của chúng ta thì sao? Đoàn Văn Hậu đã bị trọng tài lấy đi một bàn thắng ở trận đấu gặp U22 Lào. Nhưng hôm nay thì không ai có thể ngăn cản số 5 của chúng ta ăn mừng. Lần này chúng ta mới là những người vươn lên dẫn trước. Và khi U22 Việt Nam dẫn trước thì có lẽ là chúng ta biết rồi, đúng không ạ? Chúng ta sẽ vẫn phải rất tập trung vì Indonesia cũng là một đội bóng cho thấy họ rất đáng gờm khi bước vào trận đấu này.